phiên tòa sơ thẩm xử bà Cấn Thị Thiêu gây rối trật tự công cộng. Đây là địa điểm diễn ra phiên tòa sơ thẩm công khai ngày 20 tháng 9 năm 2016 lúc 7 giờ sáng giờ Việt Nam, xét xử bà Cấn Thị Thiêu với tội danh gây rối trật tự công cộng. Đó là một tội danh quen thuộc, thường được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam dùng để đưa những người dân khiếu kiện đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình vào vòng lao lý. Tòa án Nhân dân quận Đống Đa nằm cuối con đường độc đạo, phải đi qua hơn 300 mét đường đất nhỏ, ngoằn ngoèo, với hai bên không có gì nhiều hơn bãi giữ xe và đồng cỏ hoang vắng. Nhân thân của bà Thiêu cho biết có 4 luật sư, nhiều đại diện của các tổ chức quốc tế, nhà báo và các cá nhân đã đề nghị được tham dự phiên tòa này. Và sức khỏe cũng như tinh thần của bà Cấn Thị Thiêu đang dần hồi phục sau khi bà tuyệt thực trong thời gian tạm giam chờ xét xử. Bà Cấn Thị Thiêu là một người dân Dương Nội, bị nhà cầm quyền cưỡng chiếm đất đai tài sản bằng vũ lực, biến gia đình bà Thiêu cùng hàng trăm gia đình ở Dương Nội khác thành dân oan, phải ròng rã đi khiếu kiện, hòng đòi lại tư liệu sản xuất, đất đai trồng trọt, mưu sinh của mình. Bà Cấn Thị Thiêu và chồng là ông Trịnh Bá Khiêm đã từng bị bắt vào đợt cưỡng chế hồi tháng 4 năm 2014. Dù bà không hề có va chạm gì với lực lượng cưỡng chế, chỉ đứng trên một chòi để quay cảnh lực lượng chức năng ra tay với những người dân Dương Nội, nhưng bà bị bắt và bị đưa ra xử với cáo buộc chống người thi hành công vụ. Và hôm nay, bà Thiêu tiếp tục bị bắt với tội danh gây rối trật tự công cộng, chỉ vì thực hiện quyền khiếu nại chính đáng của mình một cách ôn hòa. Các con của bà cũng luôn trong tình trạng bị đe dọa, sẽ bắt tù nếu tiếp tục thay mặt mẹ là bà Thiêu để đại diện hỗ trợ và liên kết với dân oan các tỉnh cùng đi khiếu kiện và thể hiện thực trạng xã hội đang có nhiều khúc mắc trong việc giải tỏa, thu hồi đất đai bằng hình thức biểu tình ôn hòa. Sáng nay, 20 tháng 9 năm 2016, Tòa án Nhân dân quận Đống Đa mở phiên tòa xét xử chị Cấn Thị Thiêu phạm tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 245 Bộ Luật Hình sự. Mặc dù bà Cấn Thị Thiêu kêu oan từ đầu đến cuối và cả 4 luật sư cố gắng hết sức bào chữa cho chị Thiêu được vô tội, nhưng hội đồng xét xử không nghe mà vẫn xử phạt chị Thiêu 20 tháng tù giam. Hình ảnh chị Cấn Thị Thiêu hai tay bị còng nhưng bước ra tòa rất hiên ngang, không chịu khuất phục trước sức mạnh của quyền lực nhà nước đã làm cho những người dự phiên tòa phải kính nể. Cuối phiên tòa, bà Thiêu đã nhờ luật sư Võ An Đôn gửi lời cảm ơn tới tất cả bà con nhân quan và bạn bè khắp nơi đã đến tòa đồng hành cùng chị sáng nay. Xin mời quý anh chị em, cô bác quan tâm hãy cùng theo dõi những hình ảnh của chúng tôi về phiên tòa này theo bất kỳ cách nào. Vì đây là một vụ kiện rất điển hình nằm trong quy trình cướp đất mà nhà cầm quyền Cộng sản đang áp dụng không chỉ cho dân Dương Nội, không chỉ cho gia đình bà Cấn Thị Thiêu mà cho tất cả chúng ta, những người đang sống trong đất nước Việt Nam. Trả lại đây quyền phú quyết của toàn dân, dân biết điều gì dân cần để cùng cho mưu cầu hạnh phúc. Trả lại đây quyền chính đáng của người dân. Bên cạnh những người dân tới tham dự phiên tòa của chị công khai của chị Cấn Thị Thiêu đó, thì chị đánh giá như thế nào? Tôi cho rằng họ đang thực hiện hiện luật rừng. Đây hoàn toàn không phải là pháp luật. Anh em ta đắc lời sông núi, tổ quốc lâm nguy sương máu này ta nguyện hiến dâng. Đáp lời sông núi, anh em ta đắc lời sông núi, quyết tâm về đa sang. Oh.
Anh Thành đâu rồi ạ? Anh bây giờ là đi. Luật sư Hợp Sơn cho biết là không khí phiên tòa ngày hôm nay diễn ra như thế nào? Phiên tòa hôm nay là quyền của chị Trần Thị Thêu công cộng quyết định của tòa án. Đây là một cái vụ án xét xử công khai, nhưng trong cái phòng xử hôm nay thì như theo tôi được biết thì ngoài thêm là chồng Thị Thêu thì còn lại là toàn những cái cán bộ của các cái cơ quan an ninh tòa án, tóm lại là không có nhân dân ngồi trong cái khán phòng phiên tòa. Có một số cái nhân chứng mà được trong cái bản cáo trạng ấy thì hôm nay họ có được dự cái phiên tòa này không ạ? Trong 4, trong 5 nhân chứng thì hôm nay có 2 người làm chứng trong phiên tòa. Trong cái lời khai của họ thì có thể hiện cái sự mâu thuẫn nó không khách quan trong một cái đám đông, vì họ cứ căng căng là họ cảm thấy là họ nhận ra là chị Kính Thêu. Nhưng mà tất cả các cái chứng cứ như cái clip được chiếu tại phiên tòa thì đều không có cái hình ảnh nào thể hiện chứng minh rằng là bà Thêu đã làm ra đường hay là gây cản trở giao thông, hoặc những cái người nhận dạng theo hồ sơ của vụ án thì đều nhận dạng bằng lưng hoặc là nhận dạng mặt không rõ mặt, nhưng mà người ta vẫn cứ cam đoan đây là bà Thêu. Thì tôi cũng đã lưu ý kiến rằng là đây là một cái sự nhận dạng mà không khách quan, trái với cái quy định pháp luật là nhận dạng phải nhìn rõ mặt, nhưng ở đây người ta nhận dạng bằng lưng. Thẳng đôi con người trái phép, 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 yêu cầu thả đúng người, 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 thẳng đôi con người trái phép, 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 yêu cầu thả đúng người, thả ngay, thả ngay, thả ngay, thả ngay, yêu cầu thả đúng người, yêu cầu thả đúng người, thả đôi con người trái phép, thả đôi con người trái phép. Xong việc là ra ngay một lúc ngoan ngoãn. Lúc tám giờ mới ra. Nhưng mà đây là
Đều sẽ phải chờ.